cần nguồn vốn xã hội hóa vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, huyện An Phú đã bàn giao 19 căn nhà đại đoàn kết trên tổng số 50 căn ở Rạch Chà, thị trấn An Phú cho bà con nghèo hoặc gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, không có nơi nương tựa. Giai đoạn 2, đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng 31 căn còn lại để trao cho bà con vào cuối tháng 4 sắp tới. Đây là khu nhà đại đoàn kết đầu tiên của huyện biên giới An Phú, giúp bà con có nơi ở ổn định. Hiện nay, tại Rạch Chà, thị trấn An Phú, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Phương Uyên, đang tiến hành xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết còn lại của giai đoạn 2. Tất cả anh em tham gia thi công ở đây, họ làm cẩn thận, rất có tâm. Từ viên gạch xây tường cho đến những cục đá cán nền cũng được tính toán sao cho phù hợp để đảm bảo tiết kiệm và chất lượng công trình bền lâu. Vì tất cả chi phí xây dựng nhà cho bà con đều từ nguồn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ cho người nghèo. Cái công trình này đó là một cái sự tâm huyết của là thường trực huyện ủy. Cho nên bản thân tôi là nhà thầu thi công thì cố gắng làm thế nào đó mà cái độ vững chắc của nó và cái sự an toàn cao nhất. Mà trong đó đó thì cơ bản là phải là tiết kiệm, an toàn mà tiết kiệm để cho bà con ta là đến cái nơi ở ta được là khang trang rồi là ta yên tâm hơn. Tất cả các cái công trình xây dựng chi phí ở đây đều là sự đóng góp của các nhà mạnh thường quân. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã được là các nhà mạnh thường quân đóng góp là trên 2 tỷ đồng. Số tiền còn lại cần cũng tương đương khoảng 2 tỷ để hoàn chỉnh các cái công việc này. Với cái tinh thần đó thì huyện An Phú cũng xin kêu gọi tất cả các cái nhà mạnh thường quân trong và ngoài huyện có cái sự tâm huyết để xây dựng các cái khu nhà đại đoàn kết này, giúp cho những cái hộ dân nghèo khó khăn không có nơi ở để đóng góp cho huyện Phú chúng tôi để làm sao hoàn thành các cái 50 căn nhà này trong một thời gian sớm nhất theo quy định. Song song với việc xây dựng nhà cho bà con đảm bảo tiết kiệm an toàn cao, đơn vị thi công còn xây dựng một hố xử lý nước thải cho 50 căn nhà đại đoàn kết và đặt nhiều thùng chứa rác thải sinh hoạt ở phía trước nhà để mỗi buổi chiều có người đến thu gom rác không bị ô nhiễm môi trường xung quanh, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đoàn kết, xây dựng An Phú phát triển. Rác thải thì ở đây đã có bố trí rồi, là trung tâm dịch vụ công đó có hợp đồng để mà cho những cái thùng rác bà con đến đây sinh sống đó thì là phải đảm bảo vệ sinh môi trường, tập trung vô thùng rác rồi hàng ngày đó là có xe đến lấy. Dự kiến là đến là khoảng là tháng 4 là sẽ là hoàn thành là 50 căn hộ này. Song song đó thì giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú xét duyệt các cái hộ theo cái điều kiện mà đã đặt ra để đảm bảo sau khi hoàn thành thì các hộ sẽ vào ở ổn định để mà phát triển kinh tế của các hộ gia đình này sau này để họ có một cái cuộc sống ổn định hơn. Đó là cái mục tiêu, là một cái quyết tâm của cái ban thường vụ huyện An Phú. Đây được xem là khu nhà đại đoàn kết đầu tiên trên địa bàn biên giới huyện An Phú, xây dựng bằng nguồn xã hội hóa, sẽ giải quyết được khó khăn cho bà con không có nhà ở trên địa bàn. Tuy nhiên, nhu cầu còn rất lớn, nhất là bà con sống dọc theo tuyến biên giới trên các ghe bè. Huyện An Phú cũng rất mong có sự quan tâm của lãnh đạo cấp tỉnh Trung ương sớm hỗ trợ xây dựng thêm những cụm tuyến dân cư, giúp địa phương vùng biên giới giải quyết được bài toán về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, giúp bà con an cư để yên tâm lao động phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng ấm no, giàu đẹp.